Dạ, xin chào tất cả các bạn xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay Hải xin kể một cái câu chuyện rất là vui về thời học cấp 3. Ngày xưa ấy thì đi học cấp 3 ấy, thì bắt đầu từ cấp 2 lên cấp 3 ấy, thì lên cấp 3 học thì nó cũng phân ra các lớp mà nó theo như các khoa để mình ôn thi đại học ấy. Ví dụ như là mình học lớp A1 thì đương nhiên nó lại là toán lý hóa, mình vào cái lớp đó mình học. Bộ A2 thì nó lại chuyên về văn sử địa chẳng hạn. Là như vậy. Thì ngày xưa đi học môn toán thì có thầy dạy toán, thầy rất hay và tâm lý. Thầy bảo thầy dạy cái lớp A4 A5 là cái lớp đại trà, thầy dạy toán chả hiểu gì à. Thầy kể chuyện cũng chả có gì vui cả. Thế là về đến lớp mình thì thầy rất là vui, thầy dạy gì mọi người cũng đều biết. Dạy toán thì rất là lớp mình chuyên toán mà, thế là từ cái gì nó cũng biết. Thế trong một lần cả lớp đang im lặng suy nghĩ một bài toán để làm, thì thầy bảo chứ thôi bây giờ thầy kể câu chuyện cho mọi người, thầy đọc thơ cho mọi người nghe cho nó đỡ. Thầy bảo tại sao mà không học văn sử địa, môn văn làm sao nó bay bổng, nó vui nhộn, nó thoải mái. Đương nhiên học toán nó rất là nghĩ mà đau đầu, nó mệt. Thế là thầy 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 đọc bài thơ, là bài thơ của Hồ Xuân Hương, Chất Chiêu Hồ. Thì đầu tiên là Hồ Xuân Hương nói với Chiêu Hổ rằng là như này: sao nói rằng lâm lại có ba, trách người quân tử hẹn sai ra. Khi nào thong thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xin lắm lá đa. Thì Chiêu Hổ phải đáp lại rằng là rằm rán là năm quý có ba, bởi người thục nữ tính không ra. Ừ rồi thong thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Thì thầy bảo wow, mình lớp ai cũng wow. Thế xong đó thì thế lại hỏi là thế các cậu thử hình ảnh trong bài thơ này như thế nào. Bảo thầy thầy cành đa với củ đa này của Chiêu Hổ này, trong bài thơ. Rất là nhiều người trong cả lớp, mọi người ai cũng muốn nói về cái câu chuyện như vậy. Xong đó thầy giải thích thầy mà các cậu chả hiểu gì cả. Cái bài thơ người ta hay và đẹp như thế, nó miêu tả một cái đồng quê, cái miền quê, nó quê hương, một cái làng rất là đẹp như vậy. Mọi người đều thấy nó đầu tiên là gì? Cây đa giếng nước sân đình, biểu tượng làng. Mà rất là đẹp như vậy thì ở cái làng ấy thì đều có mỗi một có cái giếng làng. Mà một chiều chiều đến thì trai gái thì tất cả người trong làng ấy là ra đấy là đều tắm tắm rửa giặt giũ như vậy. Thì gặp nhau như vậy thì ngày 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 nay các cậu là trồng cây si, còn ngày xưa là chúng tôi là tuần trồng cây đa. Thế là như vậy. Thế là thế để mà trồng được cây đa thì phải có cành đa củ đa, thì phải trồng được cây đa để nhớ về chuyện tâm sự ngày xưa hai Chiêu Hổ Hồ Xuân Hương tâm sự dưới cây giếng làng. Vào thấy còn giải thích những cái làng rất đẹp như vậy thì xong là mấy bạn trong lớp bảo chứ thầy thầy cái làng nó đẹp thật đấy, đúng hết cái làng của em, cổng làng cây đa giếng nước, bà cụ bán dưới chả lợn chả đá dưới gốc đa, rồi cái đa dưới sân đình, rồi giếng làng cũng. Nhưng mà cái làng của em rất là nhiều cô gái xinh thế ạ. Mà thầy lại bảo chứ ui thầy ngày xưa ấy là ở trong làng ấy là có cô gái xinh là dữ lắm, chạy làng khác mà đến là thầy đánh. Thầy các không phải thầy đánh mà các bạn trong người trong làng giữ đến đánh. Bảo ui thầy cái làng của em cũng khác này, các cô gái trong làng cực kỳ xinh nhưng mà tại sao cứ ví các cô gái trong làng như cái riêng làng ấy, anh nào đến múc cũng được. Nào đến múc cũng được. Là cái câu chuyện Chiêu Hổ và Xuân Hương mình xin kết thúc ở đây ha.
Wow.